Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Quân đội Mỹ đã điều hai máy bay B-52 không vũ trang bay gần những đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông, thách thức nỗ lực của Trung Quốc muốn giành quyền kiểm soát phần lãnh thổ của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói họ có theo dõi chuyến bay này và cảnh báo có khả năng thực hiện kiểm soát hiệu quả khu vực. Mưa và tuyết đã cản trở hành khách ở miền đông nước Mỹ đi lại vào ngày trước lễ tạ ơn. Hơn 43 triệu người dự kiến sẽ lái xe hoặc ra vào sân bay trong đợt nghỉ lễ này. Bão mùa đông đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng. Cơn bão cũng đang đe dọa cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn của Macy's ở thành phố New York. Ban tổ chức sự kiện nói nhiều bong bóng có thể sẽ không được thả vì gió lớn. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.